mênh mông luôn mà không có nhà kế bên nữa. Mót bắp gì à, ăn được á. Có một cái nhà vào mà ở trong quê
So we found this field here. It's got a bunch of corn that's dried up on the stalk field. Look at all these corn. Wow. Okay, well, yeah. Huge sunflower seed here. Sunflower. There's lots of seeds. Cái hoa hướng dương nè. Quá trời nhiều hộp có trống. Cỏ nó khô hết trơn. Okay. Hey. See these ducklings here? There's a bunch of these ducks here. The view from the tree. Mình đứng lên cái cây quay thấy mấy bầy dịch nè. There's a bunch of these ducklings here. Cả đống dịch luôn à. Quá trừng cái đó nhiều à.
trèo lên cây vậy, quay mấy con vịt rồi kìa. Yes. Trời ơi. The view, the duck was the view from the tree here that I'm standing on. xuống. Trời ơi, đứng đây cỏ nó che không thấy mấy con vịt trèo lên cái cây vậy, quay mấy con vịt hết clip rồi. Các bạn ơi, cái này là cái lông chó đây nè, lông chó luôn mà. Đây. Gì ở Việt Nam người ta kêu lông chó gì, người ta hay thắt ở ngoài ruộng đó mà. Lông chó. Khô ha. Đây. Khô đẹp ha, này trên nhà đẹp lắm đó. À, cái đồ đi riêng trên nhà đẹp lắm. Dandelions also change leaves too for the fall season. It's changed to a red color as well. Look at that. All the leaves. Ra ngoài này đầu óc thoải mái quá. Trời ơi. Thích ghê vậy trời ơi. Mát mẻ, vui vẻ đầu óc. Vui vẻ thiệt. Lâu lâu mình đi ra ngoài thôn quê á. Ở Mỹ á, nhà giàu ở ngoài này không à nha các bạn. Người ta ở xa lắm mới có mấy chục công đất nha, một người á, giàu lắm mới ở trong quê á.